Cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cơ xích hạng tầm trung nòng đứng nha mọi người. Và em này đến từ thương hiệu của Echo nhé. Và em này là Echo Kiorit, mã số là CSV3200 nha mọi người. Hàng hệ đời 4 số nha. Mẫu này thì anh em xài trong gia đình vườn nhà nha mọi người. Đó, rất là nhạy nổ, dễ xài, dễ sử dụng ha. Đó, nói về thương hiệu Echo thì tiết kiệm nguyên liệu cũng rất là tốt nha mọi người. Rồi, thì em này là máy nòng đứng nha mọi người. Đó, anh em xài trong gia đình vườn nhà nhá. Trọng lượng khoảng 4,8 kg nha mọi người. Đấy. Rồi, lam cái này được sử dụng lam tổng độ dài là 40 nha mọi người. Mặt cắt cây là 35 cm. Xích được sử dụng xích chung 91 nha. Đó, lam này thì em đã ráp cho anh em là lam Latin đầu trơn nha mọi người, có tỏa nhiệt này anh em. Đó. Và xích thì cũng đã được ráp xích mới. Đó, xích được sử dụng xích chung 91 này. Đó, lam Latin xích mới luôn, anh em yên tâm sử dụng ha. Nói về cái lam Latin này anh em biết rồi ha mọi người, xài nó không có bị xúc xích và thứ hai không bị cong lam. Còn xích thì xích mới rồi, nên là anh em về là không phải lo rũa nữa, về chỉ đập cắt thôi nha mọi người. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 2 ốc này, và trực tiếp bằng khóa 10. Và tăng xích của em này nằm tại máo ốp lam nha mọi người, rất là thuận tiện ha. Có hai đầu này nha, anh em thích tăng đầu nào cũng được nha mọi người. Anh em chỉ việc lấy lỏng hai lốc này ra đây, mình thò vít vào, mình tăng giảm xích cho nha mọi người. Đó, rất là sáng, rất là đẹp ha mọi người. Thông số của máy đây, CSV3200 này, được sản xuất năm 2003 nha mọi người. 34cc nhá, nặng 4,5 kg nha mọi người. Đó, đầy đủ lam xích của em này khoảng 5 kg tròn ha mọi người. Đó, lốc mặt tiền đây nhá. Tình trạng máy là ring nguyên bản nha. Bảo hành bao lột nòng 12 tháng. Anh em mua được tặng kèm hai món đồ buji và rũa nha mọi người. Và lốc trước đây, quá đẹp luôn. Đó, độ chảy chùa ít, khá là sáng luôn nha mọi người. Đó, quá đã luôn. Bô này là bô giảm thanh này, bên trong nó thiết kế cho mình một cái màng lọc này, nên là âm thanh phát ra khi mà anh em sử dụng là đỡ bị rè ré nha. Nói chung là mẫu này anh em xài trong gia đình vườn nhà rất là vừa tầm. Đấy, bên phía chụp giật thì các tem mạc Kiorit này, tem thương hiệu Lema là vẫn còn nguyên nha mọi người. Bên cạnh hộp giật được thiết kế cho mình hai bình nắp chứa nguyên liệu, nắp đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt, nắp đằng trước này là bình chứa nguyên liệu nhớt thải để bô trơn làm xích nha mọi người. Đó, mã số seri máy đây nha, CSV3200, mã số seri là 019591, Made in Japan nha mọi người. Đó, hàng chuẩn Nhật Bản nhá. Rồi giờ em sẽ mở bộ phận lọc gió cho anh em xem bên trong nha mọi người. Đây, anh em muốn xem chi tiết hình ảnh nhắn tin qua Zalo nhá. Đây, bên trong thì được thiết kế cho mình một cái màng lọc tròn nha mọi người. Đó, màng lọc này thì rất là tốt. Đó, nói về đời Echo thì cái màng lọc rất là tốt nha mọi người. Đấy, nó bao vòng quanh luôn. Đó, chống bụi tuyệt đối đi vào bình xăng qua vào nòng nòng. Và bên lớp bên trong này nó thiết kế cho mình một miếng nhôm này, khi mà anh em bóp này, đó, nó chống bị móp méo nha mọi người, nên là nó lọc rất là tốt ha. Nói chung mà lọc này ấy, thì nó lọc tốt quá thì nó cũng nhanh bị tắc bụi, nên là anh em chịu khó vệ sinh thường xuyên nha mọi người. Đấy, rất là bền cái nòng. Bây giờ sẽ ráp đầy đủ và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Đây, anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cơ xích Echo V3200 đẹp xuất sắc này thì liên hệ qua số điện thoại 0986 28901 đặt hàng nha mọi người. Giá của em Echo này là 2.800.000 đồng. Đó, được ráp lam Latin này, xích mới luôn nha anh em. Đó, anh em mua phải nhìn tất cả đầy đủ lam xích và máy ha mọi người. Đó, anh em nào có nhu cầu liên hệ qua em á. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nha. Đẩy lên là xài. Đó, máy rất là êm, nhớt lam ra rất là tốt này. Đó, em đang để đây, trời bên em đang mưa, nó nhớt nó gặp nước là nó bong hết lên nha. Đó, nhớt lam ra rất tốt, máy rất là bốc nha mọi người. Đó, gan thì êm. Đấy, quá đẹp luôn nha mọi người. Rồi, em Echo Kiorit V3200 đời 4 số 34cc, giá của em này là 2.800.000 đồng. Đó, được ráp lam Latin và xích mới nhá. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0986 28901 đặt hàng nha mọi người. Đó.